Anh chị em thân mến, Đức Tổng Giám mục Phaolô của chúng ta đã yên nghỉ trong bình an của Đức Kitô, trong đức tin và niềm hy vọng được sống đời đời. Chúng ta hãy phó dâng Đức Tổng cho lòng thương xót đầy lân ái của Chúa là Cha chúng ta, và hãy liên kết với người anh em chúng ta đây bằng lời cầu nguyện để Ngài, nhờ bí tích rửa tội đã trở nên nghĩa tử của Chúa, đã nhiều lần được bổ dưỡng nơi bàn tiệc thánh, giờ đây cũng được nhận vào dự tiệc dành cho con cái Chúa trên trời, và cùng với các thánh hưởng phần gia nghiệp muôn đời Chúa hứa ban. Chúng ta cũng cầu nguyện cho chính chúng ta, giờ đây đang than van khóc lóc, một ngày kia có thể được cùng với Đức Tổng Phaolô ra đón gặp Chúa Kitô, khi chính Người là sự sống của chúng ta xuất hiện trong vinh quang. Lạy Cha rất nhân từ, chúng con xin phó dâng linh hồn Đức Tổng Phaolô của chúng con trong tay Cha, với niềm hy vọng chắc chắn Ngài sẽ sống lại cùng với Chúa Kitô trong ngày sâu hết, như mọi người đã chết trong Chúa Kitô. Chúng con cảm tạ Cha về những ân huệ dồi dào Cha đã ban cho tôi tới Cha khi Ngài còn sống trong cuộc đời chóng qua này, khiến chúng con nhận thấy bằng chứng lòng nhân hậu của Cha và dấu chỉ các thánh cùng thông công trong Chúa Kitô. Vậy lạy Chúa, xin thương xót lắng nghe lời chúng con khẩn cầu mà mở cửa thiên đàng cho tôi tới Chúa, và cũng xin cho chúng con đang còn sống biết dùng lời lẽ đức tin mà an ủi nhau cho đến khi tất cả chúng con được đoàn tụ trong Đức Kitô, và như vậy chúng con sẽ được cùng với Đức Tổng Phaolô sống mãi bên Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Và bây giờ là phần cuối cùng, nghi thức tại phần mộ. Chúng con xin kính mời Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Cảm, Tổng Thư ký Hội đồng Giám mục Việt Nam, Giám mục Mỹ Tho, Chủ sự Thứ tự đoàn rước, xin mời thánh giá đèn. Thứ hai, xin mời bốn vị đại diện cho các cấp từ trung ương đến thành phố và địa phương. Xin Cha Vũ mời bốn vị thôi. Thứ hai, chúng con xin kính mời quý cha trong ban tư vấn và hội đồng mục vụ, tất cả quý cha đang đứng ở trên lễ đài xin vui lòng đi xuống. Chưa. Thiên Chúa, nguồn vui của lòng con.
Tiếp theo chúng con xin kính mời quý Đức Cha, quý Hồng Y. Xin mời Cha Phaolô Vũ Chí Hỷ sắp xếp người để nâng di ảnh cũng như bát nhang. Xin thánh giá nến đèn đi lên phía trước một chút xíu, đọc năm thước nữa. Tiếp theo xin mời di ảnh và hương. Xin quý vị phụ trách di chuyển linh cữu của Đức Cố Tổng Giám mục Phaolô nâng quan tài lên. Và xin đại diện các chị cũng như các cháu ruột khoảng chừng độ 10 cho đến 20 người thôi sắp xếp, bởi vì trong nhà nguyện không có chỗ để chúng ta chứa được hết, và tránh cái sự bực bội nóng nực ở trong đó dễ trở làm cho chúng ta thiếu oxy. Và bây giờ xin kính mời cả đoàn hát bài ca tiễn biệt.
Con xin mời Đức Hồng Y và Đức Cha Chủ tịch lên trên này. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu Kitô, khi an nghỉ trong mộ 3 ngày, Chúa đã thánh hóa phần mộ của mọi người tin vào Chúa, để khi dùng chôn cất thân xác, các phần mộ làm gia tăng niềm hy vọng sống lại. Xin Chúa thương cho tôi tớ Chúa được nghỉ yên trong ngôi mộ này, cho tới khi Chúa là sự sống lại và là sự sống chiếu sáng, làm cho tôi tớ Chúa được phục sinh. Và trong ánh quang chiếu tỏa từ tôn nhan Chúa, tôi tớ Chúa được nhìn thấy ánh sáng vĩnh cửu trên trời. Chúa hằng sống và hiên trị muôn đời. Thiên Chúa toàn năng đã muốn Đức Tổng Giám mục Phao-lô ra khỏi đời này về với Chúa. Vậy chúng ta xin gửi thân xác Đức Tổng Phao-lô cho lòng đất, để thân xác ấy trở về nơi mình phát xuất ra. Chúa Kitô là đấng đầu tiên đã từ cõi chết sống lại. Người sẽ tái tạo thân xác yếu hèn của chúng ta nên giống thân thể sáng láng của Người. Vậy chúng ta xin phó dâng Đức Tổng Phao-lô cho Chúa, để Chúa đón nhận và đưa vào chốn bình an của Ngài, và cho thân xác Đức Tổng Phao-lô được sống lại ngày sau hết. Anh chị em thân mến, Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta đã phán: Ta là sự sống lại và là sự sống. Ai tin ta thì dù có chết cũng sẽ sống, và bất cứ ai sống mà tin ta thì sẽ không phải chết muôn đời. Chúng ta hãy cầu xin cho Đức Tổng Phao-lô của chúng ta đây. Chúa đã khóc thương Lazaro trên, xin lau giặt nước mắt chúng con. Chúa đã làm cho kẻ chết sống lại, xin cùng thương cho Đức Tổng Phao-lô được sống đời đời. Chúa đã cho Đức Tổng Phao-lô được thanh tẩy nhờ nước rửa tội và được in dấu nhờ việc sức dầu thân. Xin thương nhận người Đức Tổng Phao-lô vào số các thân và những người Chúa cho. Chúa đã nuôi dưỡng Đức Tổng Phao-lô trong tiệc thân mình và máu Chúa. Xin thương nhận Đức Tổng Phao-lô vào bàn tiệc nước Chúa. Chúng con đang đau buồn thương nhớ Đức Tổng Phao-lô chúng con. Xin Chúa thương nâng đỡ cho chúng con được an ủi trong đức tin và vững lòng trông cậy được sống đời đời. Lạy Cha chúng con ở trên trời, xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày,
Lạy Chúa, chúng con nài xin Chúa thương xót tôi tớ Chúa đã qua đời, mà cho người đã có lòng ước nguyện làm theo thánh ý Chúa, không bị phạt vì những việc đã làm. Để như ở dưới thế, đức tin chân thật đã liên kết tôi tớ Chúa đây với cộng đoàn tín hữu, thì ở trên trời, lòng thương xót của Chúa cũng làm cho tôi tớ Chúa được nhập đoàn với các thiên thần. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Lạy Chúa, xin cho linh hồn Đức Tổng Giám Mục Phaolô được nghỉ yên muôn đời. Xin anh em phục vụ làm nhiệm vụ hạ linh cữu. Chúng con có chuẩn bị sẵn 4 xô cát sau khi linh cữu Đức Tổng được hạ xuống lòng đất. Xin quý Đức Cha gửi một thả một chút cát trên linh cữu Đức Tổng để gửi Ngài về với lòng đất. Sau các đức cha, chúng tôi xin mời quý vị đại diện chính quyền. Con gái
Chúa, trọn đời con đã dâng cho Ngài, trọn đời con bước theo chân Ngài. Con muốn Chúa ở đâu thì cho con ở đó, để trọn đời con dâng làm hy tế, để trọn niềm vui trong Chúa muôn đời. Lạy Chúa, điều mà con khấn xin đêm ngày, điều mà con thiết tha van Ngài, con muốn Chúa ở đâu thì cho con ở đó. Vì niềm hạnh phúc con là nơi Chúa, là chôn nghỉ an trong Chúa muôn đời. Nơi Ngài con đặt hy vọng, nơi Ngài con dâng xác hồn. Lạy Thiên Chúa đấng cứu độ con, lạy Thiên Chúa đấng cứu độ con. Bầy tôi biết bao lỗi lầm, xin chớ chấp tội con. Nào ai luôn đứng vững, giờ Ngài gọi con xa lìa nhân thế, giờ Ngài gọi con đến trước nhan Ngài. Nơi Ngài con đặt hy vọng, nơi Ngài con dâng xác. Lạy Thiên Chúa đấng cứu độ con, lạy Thiên Chúa đấng cứu độ con. Nơi Ngài con đặt hy vọng, nơi Ngài con dâng xác hồn. Lạy Thiên Chúa đấng cứu độ con, lạy Thiên Chúa đấng cứu độ con. Trọn đời con đã dâng cho Ngài, trọn đời con bước theo chân Ngài. Con muốn Chúa ở đâu thì cho con ở đó, để trọn đời con dâng làm hy tế, để trọn niềm vui trong Chúa muôn đời. Cho con ở đó, để trọn đời con dâng làm hy tế, để trọn niềm vui trong Chúa muôn đời. Con muốn Chúa ở đâu thì cho con ở đó, để trọn đời con dâng làm hy tế, để trọn niềm vui trong Chúa. Trọn đời con bước theo chân Ngài, con muốn Chúa ở đâu
thì cho con ở đó, để trọn đời con dâng làm hy tế, để trọn niềm vui trong Chúa muôn đời. Lạy Chúa, điều mà con khấn xin đêm ngày, điều mà con thiết tha van Ngài, con muốn Chúa ở đâu thì cho con ở đó, vì niềm hạnh phúc con là nơi Chúa, là chôn nghỉ an trong Chúa muôn đời. Nơi Ngài con đặt hy vọng, nơi Ngài con dâng xác hồn. Lạy Thiên Chúa đấng cứu độ con, lạy Thiên Chúa đấng cứu độ bầy tôi biết bao lỗi lầm, xin chớ chấp tội con. Nào ai luôn đừng vững, giờ Ngài gọi con xa lìa nhân thế, giờ Ngài gọi con đến trước nhan Ngài. Nơi Ngài con đặt hy vọng, nơi Ngài con dâng xác. Lạy Thiên Chúa đấng cứu độ con, lạy Thiên Chúa đấng cứu độ con. Nơi Ngài con đặt hy vọng. I would like to introduce to on of earth Bishop Joseph Đỗ Mạnh Hùng, Auxiliary Bishop of Ho Chi Minh City and President of the Bishop Conference. Chọn đời con dâng làm hy tế, để chọn niềm vui trong Chúa muôn đời. Chọn đời con bước theo chân Ngài, con muốn Chúa ở đâu thì cho con ở đó, để chọn đời con dâng làm hy tế, để chọn niềm vui trong Chúa muôn đời. Lạy Chúa, điều mà con khấn xin đêm ngày, điều mà con thiết tha van Ngài, con muốn Chúa ở đâu thì cho con ở đó, vì niềm hạnh phúc con là nơi Chúa, là chôn nghỉ an trong Chúa muôn đời. Nơi Ngài con đặt hy vọng,
xác hồn. Lạy Thiên Chúa đấng cứu độ con, lạy Thiên Chúa đấng cứu độ cho Ngài, chọn đời con bước theo chân Ngài. Con muốn Chúa ở đâu thì cho con ở đó, để chọn đời con dâng làm hy tế, để chọn niềm vui trong Chúa muôn đời. Lạy Chúa, điều mà con khấn xin đêm ngày, điều mà con thiết tha van nài, con muốn Chúa ở đâu thì cho con ở đó, vì niềm hạnh phúc con là nơi Chúa, là chôn nghỉ an trong Chúa muôn đời. Nơi Ngài con đặt hy vọng, nơi Ngài con dâng xác hồn. Lạy Thiên Chúa đấng cứu độ con, lạy Thiên Chúa đấng cứu độ con.
bi xót thương muôn vàng. Phận bầy tôi biết bao lỗi lầm, xin chớ chấp tội con. Nào ai luôn đứng vững, giờ ngài gọi con xa lìa nhân thế, giờ ngài gọi con đến trước nhan ngài. Nơi ngài con đặt hy vọng, nơi ngài con dâng xác hồn, lạy Thiên Chúa đấng cứu độ con. Thiên Chúa đấng cứu độ con. Nơi ngài con đặt hy vọng, nơi ngài con dâng xác hồn, lạy Thiên Chúa đấng cứu độ con. Lạy Thiên Chúa đấng cứu độ con. Lạy Chúa trọn đời con đã dâng cho ngài, trọn đời con bước theo chân ngài. Con muốn Chúa ở đâu thì cho con ở đó, để trọn đời con dâng làm hy tế, để trọn niềm vui trong Chúa muôn đời. Con muốn Chúa ở đâu thì cho con ở đó, để trọn đời con dâng làm hy tế, để trọn niềm vui trong Chúa muôn đời. Con muốn Chúa ở đâu thì cho con ở đó, để trọn đời con dâng làm hy tế, để trọn niềm trong Chúa muôn đời. Trọn đời con bước theo chân ngài, con muốn Chúa ở đâu thì cho con ở đó, để trọn đời con dâng làm hy tế, để trọn niềm vui trong Chúa muôn đời. Lạy Chúa, điều mà con khấn xin đêm ngày, điều mà con thiết tha van ngài. Con muốn Chúa ở đâu thì cho con ở đó, vì niềm hạnh phúc con là nơi Chúa, là chôn nghỉ an trong Chúa muôn đời. Nơi ngài con đặt hy vọng, nơi ngài con dâng xác hồn, lạy Thiên Chúa đấng cứu độ con. Lạy Thiên Chúa đấng cứu độ con. Bầy tôi biết bao lỗi lầm, xin chớ chấp tội con. Nào ai luôn đứng
Thiên Chúa đấng cứu độ con, lạy Thiên Chúa đấng cứu độ con. Nơi Ngài con đặt hy vọng, nơi Ngài con dâng xác hồn, lạy Thiên Chúa đấng cứu độ con, lạy Thiên Chúa đấng cứu độ trọn đời con đã dâng cho Ngài, trọn đời con bước theo chân Ngài. Con muốn Chúa ở đâu thì cho con ở đó, để trọn đời con dâng làm hy tế, để trọn niềm vui trong Chúa muôn đời. Cho con ở đó, để trọn đời con dâng làm hy tế, để trọn niềm vui trong Chúa muôn đời. Con muốn Chúa ở đâu thì cho con ở đó, để trọn đời con dâng làm hy tế, để trọn niềm vui trong Chúa. Chọn đời con dâng làm hy tế, để chọn niềm vui trong Chúa.